Học trò đối với tôi rất là quan trọng. Khi nào mà giảng bài cảm thấy nó không hay, cảm thấy rất là áy náy, cảm thấy mình chưa làm được gì cho các em. Và tôi rất mong muốn là mỗi một học sinh được học tôi trở thành người thật sự có ích cho gia đình và có đóng góp cho xã hội thật sự như vậy. Vì thế tôi mới đăng ký tham gia chương trình này.